Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh Thần Số Gieo Hạt của chúng tôi ngày hôm nay. Chúc quý anh chị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật sự vui vẻ, và hy vọng rằng với nội dung ngày hôm nay, quý anh chị và các bạn sẽ có thêm được thật nhiều những cái thông tin hữu ích. Và trong nội dung chính của video ngày hôm nay, xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nội dung như sau. Mùng 1 Tết Canh Tý năm 2020, tuổi của bạn phù hợp song đất món gì để gặp may mắn cát tường? Quý vị thân mến, trong những cái ngày đầu năm, mỗi con giáp lại có một cái món ăn rất riêng mang lại may mắn cho bản thân của mình. Chẳng phải món gì kỳ lạ, khó kiếm, đó là những cái món ăn mang đến cái hương vị Tết truyền thống nhưng lại chứa đựng các cái ý nghĩa tâm linh khác nhau. Và mùng 1 Tết Canh Tý năm 2020 này thì tuổi của bạn phù hợp ăn món gì? Đầu tiên, để gặp may mắn cát tường thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem đó là những món ăn nào và phù hợp với tuổi của chúng ta, đấy là tuổi gì và ăn món gì để mang lại may mắn cát tường trong năm 2020. Thứ nhất, đấy là đối với tuổi Tý Dần Ngọ thì cái món đặc trưng phù hợp may mắn đấy là thịt gà luộc. Mùng 1 Tết năm 2020 thì những người tuổi Tý Dần Ngọ nên ăn thịt gà luộc với niềm tin rằng màu vàng tươi của da gà, ba con giáp này sẽ có được khởi đầu thuận lợi, cả năm may mắn, vượt qua được núi thử thách trong công việc từ cái năm cũ. Con giáp tiếp theo là tuổi Sửu, tuổi Thân, là một đĩa xôi gấc. Thì Tết năm nay hai con giáp Sửu Thân nên chăm chỉ ăn xôi gấc nhiều vào, thì màu đỏ của gấc được xem là sắc xuân tươi thắm. Nó chính là cái điểm báo cho một cái năm vận đỏ như son, may mắn, hạnh phúc, mang đến cái đường, đang trên đường tìm đến với hai con giáp này. Tuổi tiếp theo là tuổi Tỵ, tuổi Hợi, tuổi Mão, ăn cá đầu năm. Thì theo tử vi dự báo thì trong năm 2020 này thì ba tuổi Mão này, Hợi, Tý sẽ phải đối mặt với khá nhiều cái rắc rối trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên thì chỉ cần bình tĩnh giải quyết thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể trải qua. Món ăn đem đến cái sự suôn sẻ may mắn của ba con giáp này chính là cá. Cùng với cá có vảy lớn màu bạc nên được xem là thứ đặc trưng cho tiền bạc dùng dính đấy. Còn đối với tuổi Mùi thì lại là hoàn toàn khác. Tuổi Mùi thì cái món đặc trưng của chúng ta trong năm ngày mùng mùa Tết này là bánh chưng. Bao đời nay thì bánh chưng vẫn luôn được người Việt coi là cái biểu tượng của sự quy tụ đất trời, mang cái ý nghĩa sung túc đầy đủ. Năm nay thì người tuổi Mùi nên xông đũa món đầu tiên là bánh chưng để cả năm ấm no sung túc. Đối với tuổi Tuất thì lại có một cái điều khác. Tuổi Tuất thì lại nên ăn đu đủ. Tử vi dự đoán là năm 2020 thì người tuổi Tuất sẽ có vô cùng may mắn thuận lợi trong sự nghiệp, nên cứ ung dung mà hưởng lộc. Tết này Tuất hãy khai đũa đầu xuân bằng một quả đu đủ. Giống hệt như tên gọi của loại quả này, đu đủ sẽ mang đến cho tuổi Tuất một năm ấm no viên mãn. Đối với tuổi Dậu thì hợp với bánh ngọt. Trong năm nay Dậu sẽ phải đối mặt với một số chuyện rắc rối, thế nhưng chỉ cần hạ bớt cái tôi, bớt nóng nảy thì mọi chuyện sẽ trở nên êm đẹp. Trước khi nhập tiệc ngày mùng 1 Tết thì người tuổi Dậu có thể bóc một chiếc bánh quy, bánh kem ăn thử để cầu mong cho một năm mới cũng ngọt ngào tuyệt vời như chiếc bánh ấy. Và cái con giáp cuối cùng đấy là con giáp tuổi Thìn. Tuổi Thìn thì lại nên ăn dưa hấu mang màu đỏ rực rỡ. Dưa hấu luôn tượng trưng cho cái cho tài lộc, cát tường, may mắn trong ngày Tết. Do vậy mà người tuổi Thìn nên ăn một miếng dưa hấu nhỏ vào cái sáng ngày đầu năm, tức là ngày mùng 1, để cả năm rực rỡ tài lộc, vẫn đỏ tươi như màu sắc của miếng dưa hấu. Quý vị thân mến, như vậy là trên đây quý anh chị và các bạn đã cùng chúng tôi tìm hiểu những món ăn khai vị, khai đũa đầu năm đối với 12 con giáp để cho cả năm được may mắn, được thuận lợi. Xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì, xin quý anh chị hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Thần Số Gieo Hạt, hoặc
Những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông bên dưới của chương trình để không bỏ lỡ những video hay nhất và mới nhất từ ban biên tập. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. Xin chào.